Xin chào thân em là một thân thương đang theo dõi cảm show, chúng ta lại gặp nhau trong series Giờ Ra Sao. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại một nhân vật có cái câu chuyện khá đáng buồn với một cái giải đấu mà vốn đã nổi tiếng bạo lực từ xưa giờ rồi. Nhiều người còn vui là người ta không gọi là V-League mà người ta gọi là Võ League. Với cái chấn thương đầy ám ảnh bắt đây của Hùng Dũng thì chúng ta sẽ nhắc lại câu chuyện về quá khứ một chút. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ không nhắc gì đến Quế Ngọc Hải cả, mà chúng ta sẽ nhắc về Trần Anh Khoa, cầu thủ của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Đó là trận đấu diễn ra tại sân Vinh giữa câu lạc bộ Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An vào tháng 9 năm 2015. Và khi đó nhận một cái chấn thương nó là kinh hoàng như vậy thì anh Khoa đã phải giã từ sân cỏ ở tuổi 25 khi đó, và đến năm 26 tuổi một năm sau thì anh Khoa cũng đã quyết định là treo giày và không gắn bó với sự nghiệp của đội áo số nữa. Vậy thì sau 6 năm, Trần Anh Khoa giờ ra sao? Chúng ta sẽ đến với câu chuyện rất cảm động và cũng rất thú vị về một nghi lực phi thường và một cái tình yêu trọn vẹn và thuần khiết của cầu thủ này dành cho trái bóng tròn. Trong một buổi chiều tháng 9, cách đây 6 năm, khuôn khổ vòng đấu thứ 25 của V-League, SHB Đà Nẵng có chuyến làm khách đến sân Vinh đối đầu với Sông Lam Nghệ An. Trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng từ phía hai đội. Phút thứ 21, trong một tình huống xâm nhập vòng cấm nguy hiểm của cầu thủ Trần Anh Khoa bên phía Đà Nẵng, trung vệ Quế Ngọc Hải của Sông Lam Nghệ An, khi đó đang là một tuyển thủ của tuyển quốc gia, đã có một pha vào bóng cực kỳ thô bạo khiến cầu thủ của Đà Nẵng không thể tiếp tục ngồi dậy. Xem kỹ lại tình huống quay chậm, đó rõ ràng là một tình huống phi thể thao của Hải Quế khi cầu thủ này phi cả hai chân đạp thẳng vào đầu gối của anh Khoa. Nhưng tưởng hành vi này của cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ nhận một án phạt nặng từ phía trọng tài, nhưng không, Quế Ngọc Hải chỉ phải nhận thẻ vàng, vẫn tiếp tục thi đấu, trong khi anh Khoa phải rời sân và được đưa ngay đến bệnh viện. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, nhưng kết quả lúc đó đã không còn quan trọng bằng pha chấn thương của anh Khoa. Do sau khi bị phạm lỗi, đầu gối của anh Khoa còn sưng rất to, bị tràn dịch nên không thể chụp phim để nắm bắt tình hình chính xác. Theo như chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ đội Đà Nẵng thời điểm đó, rất có thể anh Khoa bị đứt dây chằng đầu gối. Thế nhưng không may cho cầu thủ này khi kết quả chụp chiếu vài ngày sau cho thấy chấn thương của tiền vệ câu lạc bộ Đà Nẵng cực kỳ nghiêm trọng. Anh Khoa bị đứt 4 dây chằng đầu gối, bao gồm dây chằng chéo trong, chéo sau, chéo giữa và sau gối. Bên cạnh đó, anh Khoa còn bị vỡ hai sụn trên gối, vỡ bao khớp và nứt xương cầu lồi. Trước mức thương nghiêm trọng của chấn thương, anh Khoa buộc phải sang Singapore xin tư vấn và điều trị. Chấn thương của anh Khoa là cực kỳ hiếm gặp trong lịch sử thể thao Việt Nam và các bác sĩ dự đoán anh chỉ có dưới 50% cơ hội trở lại sân cỏ. Đó là tình trạng của anh Khoa ngay sau cú vào bóng phi thể thao. Còn về phần mình, Quế Ngọc Hải khẳng định anh không hề cố ý muốn hại đồng nghiệp. Trung vệ của Sông Lam Nghệ An thanh minh rằng đó là một pha bóng năm ăn năm thua và anh đã không may va chạm với anh Khoa. Sau trận đấu, Quế Ngọc Hải đã hỏi thăm và gọi điện xin lỗi anh Khoa, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi biết được tình trạng chấn thương của cầu thủ đội nhà, ban lãnh đạo đội bóng Sông Hàn đã lập tức gửi báo cáo tình trạng chấn thương lên cho ban kỷ luật VFF để xem xét hình phạt với Quế Ngọc Hải. Song song với đó, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng cũng sẽ tìm mọi cách để anh Khoa được điều trị tốt nhất. Án phạt được đưa ra cho trung vệ Quế Ngọc Hải sau tình huống phạm lỗi, đó là án cấm thi đấu 3 tháng. Sau đó, với tình hình chấn thương của anh Khoa quá nghiêm trọng, án phạt đã được tăng lên thành 6 tháng và Quế Ngọc Hải buộc phải lo toàn bộ chi phí điều trị của anh Khoa. Đến ngày 17 tháng 12 năm 2015, sau khi phía SHB Đà Nẵng đưa chi tiết các khoản bao gồm phẫu thuật, tiền đi lại, tiền thuốc men của anh Khoa thời gian qua tổng cộng là 834 triệu đồng. Quế Ngọc Hải và đại diện câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã trao tận tay anh Khoa số tiền mặt này. Trong số tiền trên, có 400 triệu đồng đến từ Bầu Đức ủng hộ Quế Ngọc Hải, 50 triệu đồng từ tiền quyên góp của hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An và số còn lại là do nhà tài trợ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An hỗ trợ. Sự việc tưởng chừng đã kết thúc tại đây thì sau đó lại xuất hiện màn đấu khẩu mới. Phía Sông Lam Nghệ An chê bai gia đình anh Khoa và SHB Đà Nẵng ngồi đếm tiền như hàng tôm cá. Rồi phía SHB Đà Nẵng tố lại là đã yêu cầu chuyển khoản mà phía Sông Lam Nghệ An không chịu, chỉ khăng khăng đưa tiền mặt. Thời gian đầu sau khi phẫu thuật xong, mỗi tháng anh Khoa đều phải sang Singapore để các bác sĩ điều chỉnh lại cường độ hoạt động. Mỗi lần như vậy, SHB Đà Nẵng hỗ trợ từ 30 đến 40 triệu đồng, một số tiền lớn đối với một cầu thủ khi đó chỉ mới 24 tuổi và còn chưa được ký hợp đồng chuyên nghiệp. Sau 6 tháng, anh Khoa không thể đảm đương được chi phí qua lại giữa Việt Nam và Singapore nên đã tự quyết định tập tại nhà. Đây cũng là một phần lý do khiến cho cầu thủ này không thể bình phục 100% và phải giải nghệ sau phẫu thuật 2 năm ở tuổi 26. Ngay sau khi giải nghệ,
anh Khoa đã được ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn tạo điều kiện chuyển sang công tác huấn luyện. Anh hoàn thành xong khóa huấn luyện, lấy bằng C huấn luyện viên và trở thành trợ lý của lứa U19 Đà Nẵng vào năm 2017. Chia sẻ thêm về quyết định giải nghệ, anh Khoa cho biết: 13 tháng sau phẫu thuật, tôi trở lại các buổi tập của Đà Nẵng. Trong vài ngày đầu tiên, tôi cảm thấy đầu gối của mình khá ổn, nhưng chỉ khoảng một tuần sau, chân của tôi lại bị tràn mủ dịch. Tôi xin nghỉ 2 ngày, rồi quay lại tập, chân lại tràn dịch, rồi lại nghỉ 2 ngày. Cứ thế, cho đến khi tôi nhận ra, mình không thể nào trở lại được với bóng đá đỉnh cao nữa. Nhưng vì quá đam mê về trẻ bóng, tôi đã quyết định đi xin học huấn luyện viên để về đào tạo trẻ. 2 năm sau tình huống vào bóng ác ý của Quế Ngọc Hải, khi được hỏi về mối quan hệ giữa cả hai, anh Khoa cho biết hai người không thường xuyên liên lạc với nhau. Hải chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại, nhưng với tôi, liên lạc hay không liên lạc thì điều đó không còn quan trọng nữa. Nhưng nhiều lúc nghĩ cũng buồn. Nếu Hải nghĩ là xong rồi, thì cũng là xong rồi. Năm 2018, anh Khoa kết hôn với người bạn gái lâu năm. Cựu tiền vệ này cho hay anh rất thương bạn gái của mình, đặc biệt là giai đoạn khó khăn đã qua. Thời điểm đó, người bạn gái liên tục khóc mỗi ngày vì thương anh. Thấy cô ấy khóc, tôi rất thương, nên cho cô ấy đến nhà mình ở luôn. Dù vậy, cô ấy vẫn luôn đồng hành cùng với tôi đi qua những ngày khó khăn nhất. Cùng năm đó, anh cũng cho biết rằng thu nhập khi làm trợ lý đội U19 không bằng với lúc làm cầu thủ, nhưng rất hài lòng với những gì mà mình đang có, và quan trọng hơn hết là còn được gắn bó với bóng đá. Hiện tại, 6 năm sau tình huống phạm lỗi và 4 năm sau khi giải nghệ, anh Khoa vẫn đang làm trợ lý cho đội U19 Đà Nẵng. Công việc thường ngày của cựu cầu thủ này bắt đầu bằng buổi họp hội đồng huấn luyện viên lúc 7:30 sáng. Sau đó, anh Khoa dành phần lớn thời gian trong buổi sáng để soạn giáo án luyện tập, vì khoảng thời gian này các cầu thủ trẻ đang phải học văn hóa. Đến chiều, anh ra sân và truyền đạt những bài tập soạn từ buổi sáng đến với những cầu thủ trẻ. Từ 5:30 đến 6 giờ chiều, công việc xong xuôi, anh Khoa trở về gia đình và dành thời gian bên vợ con. Trả lời câu hỏi, chấn thương và ám ảnh tâm lý đã ảnh hưởng như thế nào đến quan điểm, phương pháp huấn luyện của anh hiện tại? Anh Khoa đã kể một câu chuyện mà cảm tin chắc rằng sẽ khiến nhiều người trong chúng ta phải suy ngẫm. Cách đây không lâu, tôi làm trọng tài cho một trận đấu nội bộ. Một cầu thủ đội A phạm lỗi trên mức quyết liệt với cầu thủ đội B. Người bị phạm lỗi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng tôi cắt còi và đuổi thẳng ra ngoài. Tôi cho cậu ấy nghỉ 10 ngày, không tập luyện, thậm chí chỉ đứng ở phía cột dọc từ đầu buổi đến hết buổi tập giữa trời nắng nóng. Tôi bảo chừng nào biết hối lỗi, không bay, không phóng, không đạp đối phương thì hẳn quay lại. Tôi dặn tụi nhỏ, trong bóng đá đỉnh cao có thể dùng tiểu xảo, nhưng tuyệt đối không được dùng ác ý. Đừng bao giờ làm điều đó. Hãy nghĩ đến sức khỏe và tương lai của người đối diện, và hãy nghĩ tới hậu quả mà bản thân người khác phải gánh chịu. Phạm lỗi thô bạo, làm gãy chân đồng nghiệp, bạn không chỉ mất tiền mà còn mất đi hình ảnh của một con người tử tế, và phải sống với mặc cảm đó suốt đời. Vừa rồi là những thông tin về chấn thương của anh Khoa và tình cảnh hiện tại của anh. Có thể thấy sau 6 năm, anh Khoa đã phần nào vượt qua được cú sốc tâm lý và vẫn giữ vững được niềm đam mê về trái bóng tròn. Hy vọng rằng Hùng Dũng, cầu thủ cũng vừa gặp phải một chấn thương nghiêm trọng, cũng sẽ giữ được một tinh thần lạc quan để có thể tiếp tục trở lại thi đấu thay cho phần của anh Khoa.